mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Zen Go, kênh YouTube về travel, food và experience, du lịch, ăn uống và trải nghiệm. Nói chung thì Lotte lần đầu tiên Zen xài cái cây chống rung này cho nên nó hơi lúng túng yếu tí một tí ha, chưa có quen. Ok, Lotte Mart thì chắc hẳn là một cái địa điểm mà rất là nhiều bạn quen rồi. Hôm nay Zen có dịp đến Lotte Mart và sẽ ăn cái buffet của mày. Rồi, bà chưa sẵn sàng hả, lên clip á. Buffet Dem Maris, đọc đúng không? Đấy, Dem Maris đúng không? Dem Maris. Các bạn sẽ được đi lên một cái thang. Thang này là thang gì nhỉ? Rồi, thang cuốn. Anh biết tại sao có cái thang này không? Khoan, từ từ. Ồ, nó vẫn còn quay kìa, sao? Tại vì thang này người ta đẩy xe lên được nha. À, tức là cái thang này sử dụng cho những cái kiểu giống như là bạn mua đồ mà đẩy xe, mua nhiều quá để trong xe thì các bạn sẽ để lên chiếc xe đó, lên cái thang này luôn, đẩy xuống, để lên và đẩy xuống thì nó sẽ rất là tiện. Nhưng mà em không thấy ai đẩy. Ờ đúng rồi, không thấy ai đẩy, toàn thấy đi không à. Rồi, theo như Bu Mì cung cấp thông tin thì Demaric nằm ở lầu 3, thì khi mà các bạn đi lên cái thang đó thì các bạn quẹo phải liền ha, thì các bạn sẽ tới một cái khu vực khác cũng là sử dụng thang máy. Thang này thang máy nè, thang này thang máy, thang cuốn gì nữa, à rồi thang này thang cuốn nè, nó để thang cuốn luôn ý, chứ sử dụng thang cuốn. Ok, rồi sau đó là các bạn quẹo trái dọc qua, chúng ta sẽ thấy những cái hàng quán được trưng bày đầy hot tô đấy. Tiếp theo là KFC đằng kia. Và quán mà Zen đi hôm nay chính là Demaris. À, Maris. Ờ. Nói chung là tiếng Anh của Zen nó không có được ok cho lắm, cho nên các bạn đừng có để ý ha. Zen thấy là oh my god. Mình nên tới mình tính tham khảo cái giá. Ok, đây. Trước khi mà vào thì họ có để cái bảng giá dưới đây nè. Là ngày thường, là trưa là bao nhiêu nè, là tối là bao nhiêu nè, rồi cuối tuần, ngày lễ là trưa, tối luôn, trẻ em. À, vậy là trẻ em từ 7 đến 12 tuổi là sẽ là 275. Trẻ em từ 4 đến 6 tuổi là 143. Vậy là chúng ta sẽ có hai suất luôn. Đây. Hả? Hôm nay là mình đang trả 561. À đúng rồi, tại vì hôm nay Jen đi vào buổi cuối tuần. Đây, hai suất trưa và tối là mấy giờ tới mấy giờ luôn. Không biết giá này bao gồm VAT. Chắc là VAT rồi ấy. Chắc thôi, để lát nữa tính tiền mới biết. Sao anh chắc? Ok, rồi, vô. Em muốn ăn tối ở đây. Chị đi mấy người, vì đó là hai người. Vì đó là bàn chứ. Chưa. Dạ. Bố mày sẽ đi theo, Zen sẽ ngắm cái này cái. Khi mà bước vô các bạn sẽ có thấy một cái bàn rất là đẹp, giống như là dự đám cưới nhỉ. Ok. Ờ, là một vàng. Ủa, bố mày đi đâu nhỉ? Ồ, ở đây hả? Ok các bạn, Zen vừa nhận được một cái bill do một cái anh phục vụ ở đây đem đến. Thì đó, đây là cái giá nè. Và Zen thấy là có tiếng Hàn Quốc. Chắc là ông chủ ở đây là người Hàn. À, cái đầu tiên mà Zen thấy ở đây có nữa là, các bạn thấy không, cái bộ muỗng nĩa này nè, đã nằm ngay trên bàn luôn. Bình thường khi mà ăn ở những quán khác á, là họ để cái muỗng nĩa này ở dưới cái chỗ mà trưng nguyên một cái dàn chén rồi dĩa rồi á, là ở chung cái dàn đó đó. Nhưng mà ở đây là họ trình bày ngay trên bàn luôn, giống kiểu nhà hàng á. Mà cũng công nhận là cái không gian ở đây nó mang lại một cái cảm giác rất là sang chảnh.
Lần đầu tiên mà Zen đi ăn ở một cái chỗ mà nó sang, mà nó sạch sẽ, mà nó kiểu quạt xì tập vậy. Hôm bữa mới ăn Moon Man xẹo xẹo. Moon Man là đi hả, cái chuyến đó là của hả Google đó. Nó đãi cái đó là buffet kiểu khác. Nó nói chung là đứng mỗi chân thấy bà luôn đó. Bữa đó kiếm chỗ ngồi khó lắm. Thôi nhưng mà Moon Man là một cái câu chuyện khác rồi. Hôm nay sẽ là một câu chuyện về Demarish. Thì bây giờ Zen và Moon Man sẽ ra ngoài cái quầy đồ ăn để coi có cái gì ở ngoài hàng. À đây, cái chỗ mà Zen ngồi á là cái chỗ chắc là trung tâm nhất chỗ này rồi. Ở bên kia cũng có một cái dãy bàn đó, ở bên đây rồi, hình như là bên đây cũng có dãy bàn thì phải. Thôi nhưng mà mấy cái chỗ đó sau đi, bây giờ mình sẽ đi một vòng chỗ này. Cái gì đây nhở, thịt hả? Salad hả? À ở đây là có tên món luôn này, salad này, rồi salad heo nướng này. Đây là cái quầy salad như hồi nãy Zen quay cho bạn là khúc này, nhưng mà thật ra là bên tay trái này nó còn một khoảng nữa. Ủa phải không? Đúng rồi. Đây. Quầy salad. Trời. Cái này chắc anh thích. Là gì vậy? Tỏi nước. À, tỏi không là tỏi, chàng trai thích ăn tỏi. Ờ, Zen rất là thích ăn tỏi. Bên đây là bún hả? Đúng rồi. Bún gạo hả? Ừ. Còn đây là salad khoai lang. Ồ. Ờ. Đây là salad crop này. Đây có tên này. Bẻ cái tên này. Còn cái này là em nghĩ lỡ người ta cố tình ta giấu sao? Cái này là gì vậy? Đây. Salad không phải đâu. Ồ vậy hả? Người ta mới che lại. Vậy là không phải rồi. Sorry các bạn. À, salad rau nướng bên đây nữa. Đây là cái gì nhỉ? Cá lách cá hồi xông khói hả? Đây nè, có tên nè. Còn đây là xà lách bắp. Đây, món này ông cũng thích. Ồ, đúng rồi, nhìn hấp dẫn ấy. Xà lách hải sản. Ê, cái sò này sò gì nhỉ? Sò dẻo hả? Dạ, có nó dẻo. Hả? Con vẹm. Con gì? Con vẹm. Vẹm đen à. Con vẹm nè. Vẹm đen rồi, Zen không biết vẹm đen là gì hết. Để lát nữa em thử rồi. Còn đây là salad gì? Salad pasta. À. Nuôi mì Ý rồi kia. À. Ok. Rồi, cái kiểu giống như nuôi mì Ý. Rồi, bây giờ vòng qua bên kia đi. Đó. Nhìn lại một đống này. Rau. Đây. Đây là nước chấm mì. À, nước sốt. Ờ Zen thì cứ cái kiểu ngoan miệng là cứ nước chấm thôi. Rồi, salad nè. Cải tím. Cà chua. Chua bi. Ở đây có cái món bánh gì nè. Bố mày biết món bánh này món bánh gì không? Hả? Hả? Anh ơi, cho em hỏi. Là cái món bánh này nó ăn sao? À, dạ là súp kem nắm á anh. Là bánh chấm vô kem. Sao? Bánh mình ăn kèm với súp kèm nào cũng không? Sao nhỉ? Ủa rồi... Khoan, nói chung là ăn sao? Dạ, cầm lên. Gỡ bánh lên mình ăn súp ở trong mình chấm. Cái này thì người ta làm. Một là anh rửa ra, anh sẽ chấm thịt miếng. Hai là anh sẽ anh chọt cái bánh nó bị rớt. À tức là chọt cái muỗng xuống cái bánh. Một là chọt cái bánh rớt xuống dưới. À chọt cái bánh rớt xuống dưới, xong rồi múc lên. À sẵn cái này. Ok rồi, hiểu. Rồi cảm ơn mấy anh. Tiếp theo là quầy steak. Steak là bò đúng không bố mày? Dạ. Ồ. Dở lên, cái này là cái gì? Tôm. Hả? Tôm với vẹm.
nè, hải sản đút lò. Giống cá vậy. Nhưng cái này là có bò xoài, sốt trên dây. Cá ba sa, có bò xoài. À, cá ba sa, sốt trên dây. Để kêu quán nhớ cái món đó. Đã có lần ăn thử rồi. Còn cái này là bò chuối phô mai. Đây có tên nha, đúng không ạ? Ở đây à, cái này là mai quay sẽ tắt là bò bít tết này, là bò bít tết à, là rau củ bít kèm và hai đường. Ok, à, cho em hai phần, một phần tái, một phần tái với một phần chính đi. Một cái một phần tái và một phần chính của mình, anh gửi luôn là con bông sao nữa. Bao nhiêu? 3 phút hả? Ờ vậy thôi, anh làm đi, lát nữa em quay lại anh lấy ha. Ở đây thì có những cái món anh kèm nè. Đây, rau củ quả đầy đủ, rồi có nước sốt nữa. Cái này là nước sốt tiêu xanh, còn bên đây là sốt đề mi. Ở đây như các bạn thấy thì những cái khách hàng cũng đang đứng chờ để nhận được cái miếng bò bít tết của mình đó. Khi mà đầu bếp làm xong thì đầu bếp sẽ đưa cho họ. Như Gen thì Gen tính đi một vòng nhưng mà thôi, đứng đây chờ luôn cho rồi, cũng gần tới rồi. Ê bố mày ơi, hình như là mình cũng phải chuẩn bị sẵn một cái dĩa ấy. À không cần hả? À rồi. Rồi, tức là mấy anh đầu bếp sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn luôn. À, như đây nè, các bạn thấy có bạn hướng dẫn không? Tức là order rồi trong 5 phút các kiểu. Rồi bước 1 là vui lần order đầu bếp nè. Bước 2 là chọn kiểu nướng tái vừa hay chín. Đó, rồi tiếp theo là đó, chọn những cái loại nước sốt. Ok, rồi của mình có rồi kìa. Cái này là tái, cái này là vừa. Rồi bây giờ bố mày sẽ bỏ những cái món ăn phụ nè kèm vô. Anh khoan cái gì không? Đậu que đi, với lại bắp, với lại khóm là những cái món mà Gen rất là thích. Thì là tỏi mà. Có khóm mà. Có đậu bắp nè. Ý ở đúng rồi, bắp nè. Bắp ấy. Nhầm. Cái này là đậu đũa chứ đâu hả? Đậu đũa. Đây là dĩa của bô mì, đúng không? Dĩa tái. Dạ. Sốt đề mi là sốt gì? Sau đó thì chúng ta sẽ chọn nước sốt. Nước sốt chứ nhỉ? Ừ. Nói chung là nếu các bạn nào mà quý xài tộc mà thấy tôi cầm muỗng với cái này không đúng thì cũng đừng có cười nha. Tại vì tôi trái người lắm. Thơm. Sao vậy? Cô gì? Ngon béo người luôn á. Cái kiểu... Nhưng mà ngon do thịt hay là do sốt hay do gì? Ngon do thịt. Còn nước sốt thì chưa cảm nhận được gì nhiều đâu. Nhưng mà cái nước sốt nó cũng rất là thanh. Không, hồi nãy em thấy cái sốt đề mi trong cái phần steak của em hết. Ý là nó cạn hả? Còn cái sốt tiêu đen, tiêu xanh đó hay còn đầy nồi. Em nghĩ là cái sốt của em nó sẽ ngon hơn. Đó. Cái đậu que này nó còn sống, hơi sống sống nha các bạn. Cho nên mấy bạn nào mà không ăn được thì cẩn thận nha. Để ăn thêm một miếng nữa kết hợp với lại cái muối bắp. Thank you.
shop này á, nó đem lại cho Gen cái cảm giác là ngay ngay béo béo nhẹ nhẹ. Còn cái thịt bò thì thật sự là hồi đó giờ thật chưa bao giờ ăn loại thịt bò nào mà nó ngon như vậy. Mặc dù tôi không biết là họ bán cái loại thịt bò gì. Một điều có thể nói với các bạn là những cái món ăn kèm theo như thế này nè, kết hợp với bò nó sẽ giúp cho bạn là sao nhỉ? Đối với bản thân Gen thì Gen cảm thấy là nó không có ngán. Nhưng mà sau khi ăn hết cái dĩa này mình uống một ngụm nước rồi là mình có thể chiến tiếp tục luôn. Rồi ở đây khi mà các bạn vừa ăn xong thì sẽ có một cái bạn lại dọn giùm các bạn luôn. Nó cũng tiện ha. Gen thì Gen cứ nghĩ là mình sẽ tự đi dọn luôn đó chứ. Okay. Đây các bạn có thể lấy dĩa ở dưới đây. Bây giờ thì U Mì sẽ ăn cái này, hồi nãy đi ngang nhưng mà chưa có ăn nè. Nó kế bên cái quầy bò luôn ấy. Múc múc nhiều nhiều đi, hai đứa ăn chung luôn. Còn ăn mấy món khác nữa. Còn mấy món khác nữa. Ăn thử mỗi xíu rồi món này. Một miếng thôi. Ở ngoài đây còn thơm anh. Đây là sốt phô mai thịt gà. Sốt phô mai thịt gà nha. Xíu hồ. Nó dính. Chắc là da gà, chắc là sốt. Không phải cái bơ. À. Rồi. Em nghĩ em sẽ lấy salad ăn chung. À, salad hả? Hợp lý. Bu mì sẽ lấy salad ăn chung. Chà lát nào. Cái này là thịt mà, phải chà lát. Ý là biết sao không, là lấy chà lát bên đó bỏ ăn chung với này nè mà à. em không ăn cái kia. Cái này nhìn hấp dẫn. Dễ ăn. Chưa thấy cái hả buffet nào mà nó nhiều thể loại salad như đây. Ăn salad tốt cho sức khỏe mà. Vừa quay qua ra thì hả, xin thấy ở đây có trái cây nữa nè. Đó. Nguyên một cái quầy trái cây cho bạn luôn. Rất là đầy đủ các thể loại. Nhiều rớt rồi, mới cầm thôi là rớt. Nói chung là cái mùi nước sốt hình như là nó át luôn cái mùi nghêu rồi. Nói chung là nó cũng còn cái vị ngọt của nghêu nhưng mà cái hương vị đặc trưng của nghêu á như là không còn này. Mà tù hả? Mà tù hơi mực quá rồi. Mà tù giòn. Cái này là cá hả? Cá ba sa. Rất là bự. À. Thơm. Thơm của mùi cá nướng ấy. Kết hợp với cái chua chua của chanh dây. Cũng đạm thôi. Cơ bản là Giang không có thích ăn cá với lại chanh dây. Nếu như các bạn coi cái clip của Giang thì có một cái clip Giang vào hình như cái nhà hàng đó, nhà hàng Pháp đúng không? Ờ. Nó làm cũng là cái kiểu chanh dây với cá ăn nó ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà có cái gu ăn uống nó âu âu á thì Giang nghĩ là nó sẽ rất là thích hợp với các bạn. Ăn nãy giờ cũng nhiều rồi, bây giờ Gen sẽ đi pha nước uống. Ồ, ở đây là có quầy pha cà phê này, rồi một cái quầy bự như vậy. Ai có thể giúp mình hướng dẫn cái này nha, để mình xem. Gen không có biết pha những cái máy này.
Em ơi, em có thể hướng dẫn anh pha cái máy cà phê đó không? Máy nào ạ? Máy nào cũng được, nói chung là máy này, máy bự đi. Ok, rồi. Lấy cái ở đây. Rồi, anh muốn uống loại nào? Ví dụ là cappuccino, cà phê latte, sô-cô-la, sô-cô-la hoặc là espresso American. Anh muốn dùng loại cà phê nào thì anh ấn vào nút xanh này. Rồi. Anh đợi khi nào mà nó chảy hết thì nó sẽ tự ngừng. Rồi anh pha thêm đường, bên đây có đường, bên đây có đá. Rồi, ok, cảm ơn em. Ở đây có đá nữa nè. Rồi bây giờ đến cái công đoạn là lựa cà phê thôi. Chocolate milk đi ha. Đây, nó sẽ ra đây. Jen sẽ bỏ thêm cục nước đá vào, tại vì uống đá nó vẫn dễ chịu hơn. Ok, sẵn nói về cái phần nước thì Jen cũng nói luôn hết nguyên cái vàng này để cho các bạn nắm luôn. Ở đây là có cái kem nữa nè. Chắc là hồi nãy như các bạn thấy là cái bé đó đứng ăn thì cái bé đó cầm kéo xuống, ăn thích ăn loại nào là kéo xuống loại đó. Cái máy này thì hồi nãy Jen vừa sử dụng rồi. Đó, tức là các bạn thích cái nào thì các bạn bấm vô cái đó thôi. Ly thì các bạn lấy lên bên đây. Cái này chắc là tương tự. Đó, đơn giản là chỉ có bốn nước này thôi, cái máy này thì nhiều hơn. Ok, ngoài ra chúng ta còn có bánh nữa này. Và đặc biệt hơn là sô-cô-la. Cái ly nước của Jen nó uống là rất là ngon nha. Nó pha một cái Jen pha một cái cục nước đá. Uống xong thì quên. Cái tật. Mình nên để tại bàn để nhân viên họ tới họ dọn luôn nha. Jen cứ quên theo cái kiểu là uống xong cái đem lại cho cũ ấy. Như các bạn thấy thì khách bắt đầu đông và mọi người bắt đầu xếp hàng để chờ cái món bò của mình. Bên đây còn một cái gian nữa mà nãy giờ Jen chưa cho các bạn xem. Đây. Gà. Gà tốt. Và gà sốt đây. Đây là gì? Rệm. Cũng là phô mai. Y có tôm kìa. Lấy một miếng về ăn thử đi ha. Thôi, mình nên di chuyển đi, giới thiệu thôi. Để coi cái gì thôi. Cái này bò lúc lắc. Dở hết, dở lên cao. Lấy đây. Bò lúc lắc. Bò bên đây. Cái này là cái gì? Đây là cái tên món này. Pasta. Mực này. Cô mày có ăn cái này không? Biết ăn cái này không? Chắc. Ý là chọn. Mình sẽ không chọn nguyên liệu xong rồi họ người ta chế biến. Phải không? Cái này là mình chọn. Chọn nguyên liệu đó sao á. Rồi. Tức là chọn nguyên liệu rồi mình xào nè, cầm dĩa đi. Đó, như các bạn thấy, bún mì rất là ít ăn cho nên lấy cũng rất là ít. À,
Anh ơi, cái này em xong rồi em đưa cho ai? Đưa cho nhà đúng rồi. Sốt rồi. Dạ, anh ơi, em có bò được sốt. Kem sốt vào chua, sốt bằng dùng sốt nào. Ok, 5. Rồi. Trong khi chờ đợi thì Gen sẽ bắt đầu với BBQ. Có cơm chiên, em thích ăn cơm chiên. Ừ, đúng rồi, thích ăn cơm chiên thì làm cho một chén. Qua tới quầy hoa rồi. Ủa, người hoa hả? Tôm sốt. Ồ. Nhìn hấp dẫn ha. Nhưng mà ăn cơm chiên sẽ no lắm. Thích thì ăn một miếng có gì đâu. Cái này hấp dẫn nè. Nè, món Trung Hoa ăn thích nè. À, cái này là hải sản xào rau củ. Cơ bản là những món người Hoa là những cái món mà Jen khá là thích. Đây là cái quầy thức ăn của người Hoa. Hồi nãy là cái pasta là Gen để bên đây là 5 phút sau Gen lại lấy. Ở đây trước mặt các bạn là BBQ và bên đây là những cái món của người Hoa. Đấy. Ê, cái này là bánh gì này? Dim sum hả? Ồ, chúng ta sẽ được thay luôn à. Ủa. Chắc là nhúc lên. Rồi. Rồi anh nhúc lên. Nóng ấy. Không được. Ừ. Thôi để lần sau lại đi. Cục thịt này nhìn ngán quá. Ừ. Ý rau. Rau muống xào. Xào tôm. Trời ơi. Món này nhậu là bá cháy luôn. Cái này là cá hả? Lấy một cục. Ừ, lấy một cục ăn thử đi. Còn bên đây trộn mì tương đen. Trộn mì tương đen là gì? Mì hải sản cay hả? Mì hải sản cay. À, mì tương đen đây, rồi. Chút nữa đi ăn. Ừ. Đây. Nói chung là cái phần này cũng hấp dẫn đấy. Nên là thích đồ biển. Còn mấy miếng? Sao ông hút? Đấy ông ăn không à? Anh phải lấy đồ chung hết. Thì nè, từ từ chưa múc hết mà. Ăn măng nè. Đó. Ăn bắp cải. Không, anh không ăn bắp cải. Em ăn bắp cải. Trời ơi. Anh có biết quy tắc là không được lựa không? Ủa, anh có lựa đâu? Anh lấy một cục này ăn thử. Một cục hay hả? Ừ. Cho cái bánh mồng tôm. Cái miếng mẻ thôi. Nhỏ thôi. Rồi, bỏ anh này. Em nghĩ là sốt, cái sốt này. Sao không quấy? Trời. Nè. Cái miếng thịt này nhìn nhé. À, qua tới quầy BBQ rồi. Ý, ớt nước. Này cho một miếng ớt đi nha. Anh ơi, đây, cá, ôi, niềm đam mê cá đối với Gen là bất tận. Rồi, thôi xong rồi, mình về mình ăn thôi. Đây, ồ, đây, dĩa của Gen có rồi. Dạ, cảm ơn anh. Đây, wow. Hấp dẫn quá. Đó, nói chung là sau khi đi một vòng thì được một dĩa, hai dĩa và ba dĩa. Đây là dĩa pasta này. Gen sẽ ăn pasta liền để xem coi nó như thế nào nha. Cái mùi hương lên nè, các bạn thấy không? Cái khói nó rất là hấp dẫn, trời ơi. Ngon không? Cơ bản là Gen không có thích ăn những cái mì kiểu Ý vậy đâu. Nhưng mà nó làm ngon. Phải nói là cực kỳ ấn tượng. Ở đây có đũa. Mà nãy giờ chưa. Có ăn quá không dùng luôn. Cái này là bu mình hết.
thích lắm luôn. Nếu mà các bạn có coi cái wow, một món đặc sản rồi. Nếu mà các bạn có coi cái clip đi Đà Lạt của Zen á thì các bạn sẽ biết là mua mì ăn hả, mì ý bất chấp. Nhưng mà thật tình là Zen không thích ăn mì ý, nhưng mà cái món ở đây nó làm rất là ngon. Cộng mì nó vừa nhỏ nè. Tại vì cộng mì nhỏ đúng rồi. Mấy chỗ kia bán cộng mì bự ghê, Zen kháng éo lắm. Tôi khuyên các bạn đừng có nên dùng đũa này. Ăn nó rất là khó chịu, cắp trơn lùi à. Đũa bạc, đũa vàng à. Tôi thích ăn đũa gỗ hơn. Thiệt tình luôn á. Đũa kim loại. Đũa kim loại. Nè. Ủa bộ mì ơi. Anh nghe nói là hả cái này khi mà mới lấy về là phải ăn liền á. Sao lo ăn hả pasta không vậy? Bộ ngon lắm hả? Đương nhiên rồi, thích mà. Hồi nãy mình kêu là bò bằm đúng không? Bò bằm là gì? Bò bằm. Cái này giống sốt cà chua. Sốt cà chua hả? Chắc nhiều quá lộn hay sao á. Nhưng mà nó là cái gì đi chăng nữa thì anh vẫn thấy nó rất là ngon. Thôi, đưa đây. Em thấy nó không, nó hơi chua thì em. Thôi, gì chê thì đưa đây. Ăn hết. Chê nhưng mà ý là cũng ngon nhưng mà nó hơi. Cái này ăn sao? Nãy cái anh kia nói là nhúng vô luôn, xé bánh hả? Xé bánh ăn vô. Đâu múc lên đây, múc lên. Sao? Rất là béo. Béo hả? Nó giống như sữa vậy đó. Ê, thơm quá hả? Bún mì đang ăn nhưng mà phải giành giật lại nè. Đó. Các bạn biết cái mùi thơm mà cái kiểu giống như là không có biết là hồi đó các bạn có ăn một cái món gọi là bánh mì chấm sữa hồi nhỏ không ta? Trời ơi, cái món này nó thơm giống như vậy luôn á. Bây giờ tôi sẽ đây tôi sẽ gỡ ra nhúng xuống luôn. Cái món nó ngon. Cái gì vậy? Thì nhúng xuống đấy, nhúng xuống nó ra đấy. Mà ăn phải cẩn thận nha, nó rất là nóng luôn, nóng chảy lưỡi luôn á, không đùa được đâu. Ngon hả? Cái vị béo nè, rồi cái vị lạc lạc của cái bánh này nữa. Nó trộn với nhau. Nói chung à, hồi nãy lúc đầu tôi nói là cái cảm giác giống như bánh mì chấm sữa, nhưng mà thật ra là không phải đâu nha. Khi mà ăn vô rồi thì nó là một cái cảm giác hoàn toàn khác. Thật sự là đây lần đầu tiên đi ăn một nhà hàng mà nó sang chảnh như vậy. Ăn cũng rất là nhiều món lạ cho nên tôi không có từ nào mà tả được cái chỗ này á. Nói chung là nó ngon, đó vậy thôi. Sẽ là những món mà mình lấy ở BBQ đầy cá. Trời ơi, cá là tình yêu vĩnh cửu bất diệt. Cá nướng, cá hấp, cá chiên, ăn với rau muống hay là bất cứ một cái gì khác thì nó vẫn rất là tuyệt vời. Cá ăn với rau muống. Ủa, cá chiên ăn với hả rau muống chấm nước mắm là ăn với cơm là bị ngon luôn đấy, đừng đùa. Rau muống xào hả? Ừ đúng, không, rau muống luộc cũng vậy. Để ăn từ từ, lúc đầu còn vô dùng muỗng nẻ cái sao cái nó trở về cái bản chất thật luôn. Không sao đâu, lát ra chụp lại. Thôi ăn luôn nha. Có vị giống như cá khô nha. Mặn mặn, nó hơi mặn mặn nhưng mà nó không phải mặn mặn quá nha. Ngon, mềm, thịt cá mềm. Anh ăn kiểu này có bình dân quá không ta? Bóc tùm lum hết. Nói chung á,
tôi tin chắc là á, những cái người mà coi cái clip này á, sẽ có hai cái chiều hướng. Một á là nói tôi hả sổ sàng ăn ở một cái đẳng cấp nó 4-5 sao mà hả dùng tay không à. Không, quê mùa. Hơi quê mùa, nói tôi quê mùa. Tôi chấp nhận. Nhưng mà về cơ bản, về cái khoảng mà phạm trù mà ăn á, tôi nói thiệt với bạn, chỉ cần các bạn ăn cảm thấy thoải mái ha, bạn cảm thấy thoải mái là cái món ăn đó nó ngon rồi. Đừng theo một cái nguyên tắc nào nó phục, nó quá phục mát, nó quá tính chất hết. Dẹp đi. Cam ép. Ngoài cam ép ra thì còn có gì nữa? Nãy tại này bu mì đi lấy, tên không đi lấy. Thơm. Rồi thôi, chỗ nào lát chỉ ra quay luôn cho nó trực quan dễ hiểu. Nhưng mà để uống thử cái cam này cái đã. Ủa do sao nhìn cảm thấy đắng không? Hơi đắng đắng đúng không? Không biết gì một lý do ma mị nào đó mà cái này nó hơi đắng đắng tí. Hay là do nãy giờ mình ăn tầm 7 tầm 3 ăn nhiều món quá. Đầu em uống lại. Khoan nha, cái này phải cam ép không hay là nước sủi cam? Jen thấy là giống nước sủi cam hơn á. Giống nước cam ép đóng hộp. Hả? Nghĩa là cái này là nước đóng hộp chứ không phải là cam. À, đóng hộp hả? Ok. Thôi, để đi ra ngoài quay coi co ngoài cam ép ra còn cái gì nữa. Đây, theo như bu mì nói thì ngay cái quầy trái cây luôn. Đây. À. Nước quế, nước ép thơm đồ các kiểu. Nước gạo, kiwi, nước lô hội đủ hết. Cái này nè. Phải này không ta? Cái này là cam tươi hay là cam? Cam đóng hộp. Okay. Rồi. Vậy là Gem và Bumi đã nói đúng, cam đóng hộp. Còn cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì? Cái này là nước mía. Ok. Gen vẫn rất là thích nước mía, nhưng mà do là đang quay cho các bạn nên không thể uống nước mía được. Nếu mà các bạn nào làm cái ngành media thì chắc chắn sẽ biết một nguyên tắc là đang làm nghề không được uống nước mía. Uống nước mía tổ sẽ quở, và chắc chắn là những cái lúc quay đó sẽ có vấn đề. Thèm nước mía lắm nhưng mà uống không được. Em cho anh hỏi cái quầy hải sản tôm với mực đó là nằm ở đâu? Hải sản đây tôm. Đây luôn hả? Tôm mình order sao ấy em nhỉ? Dạ mình đưa chỉ cho. Cái tôm này mình order sao anh? Ở dưới là chúng mì xào. Mì xào. Tôm trên đó. Vậy cho em một phần. Một phần là ba con đúng không? Đây lấy cái dĩa. Vậy cho em 4 con đi, hai người ăn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Wow. Là ăn kèm với cái nước sốt này. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Đây là sẽ rưới lên. Ok. Tinh tàn. Đây, nguyên con tôm càng luôn. Đó. Thì mấy anh đầu bếp nói, chứ đâu biết đâu. Cứ hỏi tới là hả, order tôm sao? Thì cái mấy anh chỉ, đây có tôm càng. Còn những cái con tôm mà được cắt sẵn là hàu mì, như hồi nãy các bạn cũng nghe đó. Hình như là chỉ hơi. Thì giống như là muối tiêu mà, muối tiêu xanh mà. Cảm giác là chưa được tươi lắm nha. Nhưng ăn cũng ổn, rất ok. Dạ. Chứ sao? Bố mẹ nói sao?
là sao ta? Ừ, nói chung là vậy. Ok, đó, nó là vậy đó. Nói chung mì bu mì thì nó hơi lạ. Nói về cái vấn đề mà nhận xét hả, tươi hay là không tươi á, thì bu mì là trầm ha. Zen nhiều khi ăn cũng chả biết gì đâu, nhưng mà cái miệng của bu mì thì nó nhạy cảm hơn. Rồi tiếp tục cái dòng tham quan của tụi mình thì đó, như hồi nãy là mình dừng lại cái phần tôm nè. Cái này là đồ xào, cái này đồ xào này bu mì, mì xào ấy. Luôn có còn ừ đó, cũng hấp dẫn, nhìn hấp dẫn quá. Thôi hay là hả, anh quyết định rồi, no lắm hả? Một dĩa mì Ý. Quên coi. Đây là gỏi nè, gỏi mực. Đây là gỏi gà. Đây là cái quầy. Cái lai này là cái lai ưa thích tôi thích ăn luôn. Gì? Sờ lông rồi nha. Sờ lông hả? Thích đúng không? Đúng rồi, sờ lông. Ủa mà chín gì vậy? Chín gì vậy? Chín rồi. Phải không? Chín rồi đúng không em? Đó là hấp thái. Hấp thái hả? Hấp thái. Hấp thái. Ok rồi. Còn món này cũng thích luôn nè. Là gì? Thanh cua. Có thanh cua. Cá đuối. Cá đuối nhỉ? Nhìn hấp dẫn nè. Hai miếng dữ vậy đó. Đây nước sốt nè, múc nhiều nhiều luôn. Rồi rút kinh nghiệm hồi nãy múc nước sốt ít quá. Ghẹ này là ghẹ sống nè. Thôi Jen không ăn ghẹ đâu, ghẹ sống đâu. Ăn đi, nghe nói là cũng rất là ngon á, nhưng mà cơ bản là tại vì Jen không ăn được những cái đồ sống. Không, ăn con nhỏ thôi. Không, em ăn đi, anh không ăn đâu. Ok. Rồi, đối diện đây là cái quầy kim chi hả? Quầy đồ hàng luôn, nhưng mà nói nghe. Sao? Anh không thích đồ hàng đúng không? Đúng rồi. Anh thử cái món này. Jen là cơ bản là Jen không thích đồ Hàn Quốc cho mấy. Súp gân bò. Súp gân bò hả? Có vẻ nắng không? Vậy ngon á. Ok. Cái gì, kiếm cái gì? Sườn bò hầm. Sườn bò hầm. Wow. Mở lên là các bạn sẽ có cái cảm giác cái mùi thơm nó sọc lên đấy. Đây đây. Ông ăn xong rồi cái từ giờ cái ổng đòi đi ăn đồ hàng. Chưa chắc, thì để ăn thử coi sao. Đây là bò xào. Cái gì đây ta? Cá nè, ăn cá không? Thịt. Nhìn cá ngon quá à. Hình như là... mà không, cái làm cho Jen hấp dẫn là hẹ. Tôi thích hẹ lắm. Một miếng cá và tất cả những miếng hẹ. Một miếng cá và tất cả những miếng hẹ. Khoan, để dĩa riêng. Để lấy dĩa riêng. Đâu rồi? Đây. Lấy hết hẹ cho anh. Không, anh thích ăn hẹ lắm. Bộ cái nắp này nặng lắm nha. Cái nắp nặng lắm hả? Đó. Ok. Trời ơi, đâu gân bò đâu? Không. Gân bò kìa, không biết mấy bạn thấy không? Đó, thấy mấy cục gân không? Đó, gân nè, đó. Bỏ vô. Ngon mất chứ. Sao bu mì múc nước không vậy? Em không biết nữa. Em múc nhầm nước không rồi. Bỏ hành vô không ạ? Đúng rồi, phải có một miếng hành. Thêm nữa. Chùm nữa, đúng rồi, ăn nhiều hành thôi, tội ăn hành mà. Rồi. Chủ tịch thôi ăn hành. Kính thưa các bạn, đây, tuy chén gân bò rất là hấp dẫn, rất là thơm, nhưng mà tôi sẽ ăn món cá và hẹ trước. Tôi thích hẹ lắm luôn. Nuôi sợ nuôi dễ lắm, mai mốt hả? Ngày mua bó hẹ trà lên trà. Chở tốn tiền cũng sợ. Đương nhiên là ngon rồi.
Cái gì mà đụng tới cá là ngon nha. Thật sự nói về hẹ, nó cũng là một món ăn khá là nhạy cảm. Tại vì cái mùi nó ăn á. Nhưng mà một khi mà bạn đã thích nó rồi, tuyệt vời lắm. Nó cũng giống như hành vậy đó. Giá hẹ thào nè. Mà hẹ mà ăn kết hợp với cái món cá này thì thôi. Đây, đây là lúc thử món cái gì? Cái gì bố mày quên rồi? Sốt gân bò. Sốt gân bò. Béo. Béo. Béo và béo. Nước sốt làm gì không biết, nhưng mà là cái nào? Đúng hả? Cái này chắc bụng mày thích. Đâu, còn một món nữa. Là món đậu dĩa. Nè, xong một miếng cá nè. Đó. Đây là gì nhá? Xương. Xương bò. Đó, thấy không? Nó còn một cái cục xương nữa nè. Nhưng mà do là tôi dích ra rồi. Không, anh cắn thử cục xương tôi cắn rồi. Để giờ ăn cái thủy ở trong. Ừ, cứng lắm. Thơm, cái hương vị nó giống như sao ta? Nó lai lai giữa bò kho với lại bò nướng á. nó chắc nó không ra gì hết, nhưng mà thật ra là nó lạ lắm, nó ngon lắm. Nó hồi chắc ra cái cục thịt kho luôn quá, nhưng mà tôi nói thiệt là tại nó ngon theo cái kiểu rất là lạ, cái kiểu mà đó giờ mình chưa bao giờ nếm đó, nên không có dùng từ nào mà ấy được hết ăn. Mềm không? Mềm. Đó. Có phải là nó lai giữa bò kho với lại bò nướng đúng không? Mẹ quýu rồi. Nhưng mà em thấy nó hơi ngọt. Đúng rồi, nó hơi có vị ngọt, ngọt nhẹ thôi. Thôi các bạn thấy tôi nói đúng không? Nói chung là cái gì mà ngọt nhẹ hả? Cũng mới... Bà không có thích ngọt cho nên bà đưa lại nè, chứ không hơi dễ không? Uống sạch rồi. Jen sẽ ăn thử cái món sò lông. Món này dân nhậu rất là thích. Tôi cũng là một người không thích nhậu cho mấy. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu thì cũng hay gọi món này. Ít nhậu lắm, nhậu hại sức khỏe. Thôi ăn đi. Thêm một món bắt mồi nữa. Thôi hồi nãy em lấy có một con rồi. Thì bây giờ em ra em lấy tiếp đi. Không, nó như vậy nè. Sở dĩ mà sẽ nói nó bắt mồi á là vì nó khá là mặn. Mà cái này á, uống với bia á, trời ơi thì nó bắt lắm luôn. Mặn mà. Trời ơi. Cái món này tôi nghĩ là ngoài cái chuyện mà mình nhậu nhẹt ra uống bia ra thì có thể ăn thêm cơm nữa. Ở đây thì không có bia. Tuy nhiên bạn có thể order. Mà ở đây có cơm. Ở đây có cơm đúng, khỏi order ha. Hai cái nồi một nồi cơm. Đúng rồi. Cơm và xôi đều có. Nhưng mà hả? Ừ, đúng rồi, bố mày khuyên là đừng ăn cơm. Ăn cơm sẽ no lắm. Em tin bột sẽ mập lắm. Thôi, bây giờ sẽ đi tiếp tục. Cá đuối, à đúng rồi, quên cá đuối nữa. Này, không dùng cái ấy nữa đâu. Dùng cái này đi. Cá đuối. Nên nghĩ là nó thiếu nước sốt.
hồi nãy cái khu vực cá đuối có nước sốt gì không? Có, em có chan nước sốt hả? Ít quá. Kinh nghiệm cho các bạn là các bạn nên chan nhiều vô. Nếu mà chan ít quá nó sẽ gần như là không nghe cái mùi vị gì luôn. Mà ăn cá thấy ngọt. Nhai kỹ cái thịt. Đương nhiên là nhai kỹ thì các bạn sẽ nghe được cái vị ngọt rồi. Nhưng mà Zen cơ bản là Zen vẫn thích ăn đồ chấm. Bố mẹ đi lại đây muốn nấu chấm này. Muốn có chút xíu. Vâng thưa các bạn, nếu như trên mạng thì các bạn thấy những cái người mà ăn đồ sống đun dừa rồi hả, bạch tuộc sống, thì hôm nay các bạn sẽ được chứng kiến bu mì ăn ghẹ sống, ăn ghẹ chăm với nước tương. Trời ơi, con mẹ gấp kìa. Ôi vậy thì nó ngâm rồi. Ngâm rồi. Ngâm với nước dùng chứ không phải nước mà tương nữa. Thầy đấy hồi nãy kêu bóc luôn đi không chịu. Chút nữa hả, hình như ở đây có quầy đồ Nhật á, chút nữa bắt ông ăn sống. Sao? Mực thơm, vẫn còn thơm mùi ghẹ. Đúng rồi, chứ không lẽ hả thơm mùi mực. Không, nó không tới nỗi ghê lắm đâu, anh ăn thử đi. Ăn thử đi. Không. Không, em thiệt. Không. Không, nếu mà ăn không được em bắt đền. Bắt đền gì? Lúc đó hả, tôi nuốt bà nó rồi. Vì sự nghiệp YouTube, vì sự nghiệp làm clip ăn uống cho các bạn, tôi sẽ thử ráng ăn một lần. Không, anh phải tưởng tượng nó ngon. Ngon hả? Ngon. Bỏ cái khúc này luôn đi. Ok. Nói chung là em chưa bao giờ ăn cái đồ sống kiểu này. Ê khoan nha, từ từ nha, nó sai lắm luôn á. Tại sao nó lại tan trong miệng một cách hả mềm mềm dẻo như thế này? Đúng rồi, thịt nhẹ nha. Bình thường anh ăn lên ruột lên đúng không? Ờ. Bỏ vô nó cũng có cái độ tan, nó không có một cái độ tan nhất định. Sao nhỉ? Từ 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 để nhận xét về cái món ghẹ này. Nó giống như các bạn ăn một cái món, nó gần giống như rau câu vậy đó. Nó bỏ vô là nó tan ra. À không, bánh flan chứ. Nó dùng cái từ bánh flan thì nó đúng hơn. Là bỏ vô là nó tan theo cái kiểu đó đó. Thực sự là nó rồi nó đem đồ ngọt, đồ mặn. Đang tả về cái độ tan ha. Rồi cái độ mặn mặn của cái nước ngâm, nước dùng của nó cùng với cái sự mềm á, thì thực ra là không biết có phải do, nói chung là Zen cảm thấy nó ổn. Nhưng mà nếu mà sở dĩ mà Zen cảm thấy nó ổn á là gì, tâm lý của Zen lúc mà mới ăn đồ sống đó nó cũng còn hơi khá là căng thẳng. Nhưng mà thôi, để dành bụng đi ăn món khác chứ, chưa ăn như vậy là thử là được rồi. Nên nghĩa là những cái bạn mà thích ăn đồ sống sẽ thích cái món này á. Tiếp theo sau đó là đây, có người ăn cơm rồi này. À, đây là cái quầy phở. Phở có rau này, giá này, thi bò chì viên nè, thịt. Mình hình như không có tái ha, thịt tái ha. Ok, ở đây là không có thịt tái nha các bạn. Rồi những cái món rau nhìn ngon quá. Đây là cái quầy những cái món ăn liên quan tới chiên. Nè, cua chiên. Không, cái này không phải là cua chiên nữa mà mấy gọi là cái gì nhá, mấy con nhỏ nhỏ này gọi là con gì em quên rồi. Cua nhỏ nhỏ. Rồi nó chính là cua luôn đấy. Đây đồ chiên nữa nè. Ở đây là những cái nước sốt kèm theo. Dòng qua ngược tới đây thì chúng ta lại hoành trở về với cái gian hàng của người Hoa rồi. Ok, bây giờ Zen sẽ đi xuống phiêu dục phía dưới.
thật sự là không có đủ bụng để mà ăn hết cái chỗ này mà review cho các bạn. Chỉ là cố gắng ăn rồi nhịn một xíu để xuống dưới khúc dưới đi mua mì. À các bạn cái gì ạ? Cái gì? Tủ để đồ nè. À có tủ để đồ nè. Ồ bây giờ mới phát hiện luôn ấy. À ừ hợp lý. Tức là khi mà các bạn đi ăn mà các bạn đem theo ví dụ như mấy cái túi xách giống như bu mì nè, mà các bạn không ngại mà xách theo để mình xách thức ăn á, thì nó vướng bận quá thì các bạn có thể sử dụng những cái tủ này. Mà do là cái tủ nó khá là chìm luôn á, thật sự là không có biết đây là cái tủ. Hả? Ok. Rồi như vậy thì cái tủ này nó sẽ nằm kế bên cái khu vực trung tâm luôn. Đây là khu vực trung tâm của Gen nãy giờ Gen ngồi ha. Ngồi bên đây. Ra thì các bạn sẽ thấy một cái quầy kem. Ý lộn, cái quầy bakery bánh. Nhưng mà thôi không ăn bánh. Chúng ta sẽ xuống khu dưới. Đây. Cái này là cái gì nhá? Kêu bằng cái gì quên rồi. Cái này kêu bằng cái gì em quên rồi. Cà ri. Ê, cà ri thì Gen không có thích lắm. Ồ cơm. Lại là cơm à. Cơm nữa này. Ê cái này cái gì dễ thương ơi bố mày. Trứng hấp hay. Wow. Ngon lắm á, anh ăn thử đi. Ồ. Nó bị mờ khói. Ừ đúng rồi, cái này khói nó bay lên cái ống kính của Gen á cho nên vừa bị mờ một tí xíu nhưng mà không sao. Ừ. Thôi bây giờ mình sẽ dạo hết cái con đường này rồi mình sẽ quyết định mình ăn cái gì ha. Lại cơm nữa này. Bồ tạc à? Ủa cái này là cái gì nhỉ? Mì lạnh. À mì lạnh. Ơi mì lạnh nghe lạ nhỉ. Ồ cái này để Gen chờ một cái bạn nhân viên ở đây để mình hỏi coi mì lạnh. Anh ơi. Ở đây em thấy có cái món mì lạnh nghe cái tên nó lạ quá, thì anh có thể giới thiệu cho em là ăn sao? Là nó lạnh ngắt luôn ấy hả? Dạ, mì lạnh này là tụi em trộn qua nước mì lạnh, trộn nước xong rồi bỏ vô đá lạnh. À. Tụi em bảo quản ở đây, xong rồi cái nước mì lạnh đó là nước này tụi em nấu. À, cái này nó nước xốp cũng lạnh luôn. Dạ đúng rồi. Xong rồi sau khi mà anh bỏ mì một bát hay hai bát là tùy theo ý anh rồi. À. Xong rồi anh bỏ mấy tiền bộ một muỗng này là nó vừa rồi. À. Còn cái này là cái gì? Dạ đây là củ cải mài. Củ cải. Dạ đây là wasabi mà tụi em đã pha thêm rồi. Còn cái độ cay ít hay cay nhiều là tùy theo anh thôi. À rồi. Đây là hành lá. Ờ. Anh nêm ba gia vị này vào cuối cùng là cái này. Nêm ba gia vị này vào cộng với cái nước này rồi cộng với cái này nữa. Dạ, cái này là lá rong biển là có tổng gia vị rồi. À là rồi trộn với cái mì này lên ăn. Dạ, đúng rồi. À. Ồ nghe lạ quá ha, để ăn thử thế nào. Dạ. Dạ. Rồi, bố mày sẽ lấy cái ở đây chúng ta có cái khay gấp luôn nè. Đó, mình lấy cái khay gấp này trong đây. Một giấc thôi. Tất nhiên. Một miếng hành lá này. Nước lạnh rồi nó có chín hành vậy. Đương nhiên là không rồi. Trời ơi. Hành mà bỏ vô nước lạnh làm sao mà chín được. Vậy ăn hành sống hả? Ừ đúng rồi. Hành sống được chứ. Củ cải vậy. Rồi một muỗng. Mì lạnh trong truyền thuyết hay sao? Ủa bố mày biết món này hả? Đâu có biết đâu, có phim Hàn Quốc thấy người ta hay rủ nhau đi ăn mì lạnh. Phải không? Nè cái này nữa nè. Không nhìn cũng hấp dẫn nhưng mà không biết ăn sao. Sau khi mà lấy xong cái món mì lạnh rồi thì Gen lại thấy là ở kế bên là sashimi cá hồi nè. À sashimi nè. Là đây nè. Đó rồi ủa cá bớp nữa nè. Có cá bớp nè. Rồi cá ngừ đó, tương ứng với mỗi cái bảng như vậy là dưới các bạn có thể là có thể thấy là cái dĩa cá nằm đây luôn. Ủa mà
sashimi cũng là đồ sống mà sushi cũng là đồ sống, vậy nó khác nhau chỗ nào? Bún mì biết không? Ồ, à khoan, giới thiệu với các bạn đã từng học qua gì nhà hàng khách sạn chắc là sẽ biết sơ những kiến thức này. Tao nói nghe thử coi. Hồi nãy thử ghẹ, giờ thử sashimi. Không, anh Jen không ăn đồ sống. Thực ra là sushi với sashimi là mọi người rất là dễ nhầm lẫn. Sashimi á, là nguyên liệu chính của, là cái món ăn á, là nguyên liệu chính là hải sản nè, là ví dụ như là cá ngừ, cá bớp, cá hồi. Sau đó là người ta hay ăn với cái củ cải mài, là cái mà hồi nãy anh ăn với mì soba lạnh á, với lại lá rong biển. Đó là sashimi nha. Còn sushi á, sushi đây, quầy sushi. Ồ, có quầy sushi luôn nè. Sushi á thì hả, là thành phần chính là sẽ là cơm trộn với giấm, xong rồi ăn với hải sản cá thì nè, hải sản cá thì thì có thể là đồ sống hoặc là đồ chín, thì nó có nhiều loại lắm nè, ví dụ như là cơm nấm rồi xong rồi đặt một lát đây, cái này như chín rồi nè. Đúng không? Này hỏi mấy anh này đi, sự khác nhau giữa sushi và sashimi. Thì đó em vừa hỏi xong á, sự khác nhau giữa sushi và sashimi. Sushi á thì nó có nhiều dạng lắm anh ạ. Tại vì thường thường sushi á là nó vượt nhiều trường hóa rồi, nhiều vậy. Cái này như sushi này á là cơm nấm này. Thì người ta gọi là nigiri. Nigiri. Và bắt đầu chiên sâu vô rồi đó. Ok. Còn nigiri thì sushi nó đa dạng lắm. Từ sushi chay đến sushi mặn, rau củ quả các loại. Tại vì theo cái hiểu biết nông cạn của em á, cứ nghĩ tới sushi là cứ sushi là ăn đồ sống, sushi là ăn đồ sống. Còn nãy đi ngang qua thấy sashimi cũng là đồ sống cho nên tại vì nó hơi lăng tăng cho đó. Cái loại cái sushi này á là theo em á là tại vì khi mà anh ăn sushi á, nếu mà quan trọng cái người nắng nữa, nếu mà anh ăn sushi á mà ở cơm vừa phải, xốp vừa và nó rất là ngon. Nhưng mà khi mà anh bóp tay nhiều quá thì nó tạo giống như một bức xếp. Thì anh ăn cái cơm thì cứng, khô, không có tan được luôn. Thì nãy giải thích là sushi là nó có cơm, sashimi là nó là cá, hải sản sống. Cảm ơn anh rất là nhiều. Như món này là món chính nè, đúng không? Dạ đúng rồi, đây là ghẹ sữa nè. Ghẹ sữa. Tụi em lăn bột rồi tụi em chiên luôn. Trời đất ơi, tôi rất là thích chả cá luôn á. Ừ, khoan cho chứ sao. Trời đất ơi, Gen rất là thích chả cá. Ủa, mà sao? Là vậy thôi hả? Có phải chế nước gì vô nữa không? Ủa, em ơi, cái này là anh có thể phải có phải múc cái nước này chan vô không? À dạ có hả? Đây, đây, trời ơi. Ông thấy chả cá không vung tay luôn. Nè, rất trời, chả cá là một cái niềm sáng khoái trong cuộc đời. Một con cái này. À, cái món này ở trong Rubik có nè. Ăn Gen không có hợp lắm. Cho nên, ủa cái gì đây? Cái này là mì lạnh. Hả? Mì lạnh nè. Cái này ăn sao em? Ủa, khoan, từ. Tại vì hồi nãy anh có lấy một cái chén mì lạnh ở đằng mì soba. Còn cái này là mì lạnh khác nữa hả? Cái kia mì soba là của Nhật, còn cái này là mì lạnh Hàn Quốc. À, tức là cái này là mì lạnh của Nhật, còn đây là của mì lạnh của Hàn Quốc. Rồi, cho anh một phần. Có khô với nước anh ăn vậy? Khô
Ủa cái này có khô với nước nữa hả em? Jin đã xin bạn này vào đây quay cho các bạn coi. À cái cục mà em vừa bỏ vô là cái cục mì, nguyên một cục vậy? Dạ bột mì ạ. À bột mì, sau đó là nó sẽ ép ra hả? Mình tụt mình. Ồ. Ồ Nhuyễn nhìn nhìn đẹp quá ta. Ê bố mì ơi, anh nghĩ là anh sẽ thích ăn cái mì này hơn á. Tại vì cái gì mà nó nhỏ nhỏ á rất là thích. Cộng mì mà ấy quá. À mà khoan, quyết định là mì khô hay ướt đi. Theo như cái kinh nghiệm của người nấu như em á thì cái mì nào nó sẽ ngon. Ờ mì nước ngon, vậy anh ăn mì nước. Rồi làm cho mì nước đi. Ủa khoan nha, cái này là đã trụng nước sôi rồi. Vậy mì lạnh là à trụng qua nước đá nữa hả? Ồ vậy cũng giống với cái công đoạn của bên kia mà cái anh kia anh nói đó ha. Cái này là cái nước gì? Nước súp ạ. À nước súp. Ồ sao giống đúng là lạnh thiệt đây. Wow. Em gửi mì ạ. Ủa vậy là mình ăn có kết hợp được với những cái thứ ở dưới không? Dạ được ạ. Cái này là sốt ạ. Tôi lại đồ ăn kèm ạ. Ồ. Cái món chiên trắng này là gì? Dạ cồn cày. Cồn cày ăn quá ạ. Trứng cút. À trứng cút. Trứng cút Jen cũng rất là thích. Trời ơi, nó có cay không vậy? Múc dữ vậy? Dạ vừa, không cay. À vừa. Thì rút kinh nghiệm nãy anh kêu là ăn gì lấy nước sốt nhiều vô. Rồi. Okay. Nãy giờ thì anh chưa giới thiệu cho các bạn một cái không gian ngồi ở bên đây ha. Đó, thì ngoài những cái mà các bạn thấy thì nó còn có bên đây nữa nè. Khá là rộng. Đó, thì ngoài bên đây thì quay ngược lại sau lưng Jen cũng còn một cái gian nữa. Đó, nhỏ hơn. Ồ, hình như là có phòng riêng nữa. Ok, để Jen hỏi xem tình hình cái phòng này như thế nào. Em anh ơi cho em hỏi cái phòng riêng này là sao nhở? Đây là tiệc sinh nhật. À tức là điều kiện để mà mình sử dụng cái phòng này? Không, mình vô đặt thôi, đặt phòng trước thôi. Giống như là đặt hai người vô đặt cũng được à? Không, hai người thì phải, cái này bàn này nó lớn nên bắt nhất không phải là 4-5 người. À đó, ý em là hiểu có điều kiện á. À tức là hai người vẫn có phòng riêng luôn? Vẫn có phòng riêng. À ok, nhưng mà cái phòng bự như thế này thì dành cho 10 người. 15 người trở lên. Ok, vậy thì ở cái khu vực mà 10 người như vậy nè, với lại hai người ở đằng kia là cái giá nó có khác nhau gì không? Không, bình thường giá vẫn bình. À chỉ cần mình alo mình đặt trước thì ok, rồi em hiểu rồi. Để tôi có thể hỏi là mình có muốn đặt phòng hay không? À số lượng nhiều có thể mình không thích phòng ra ngoài không được. Ok. Số lượng nhiều không thích ở ngoài. Ok. Mình kiếm không gian tỉnh mình vô. Rồi, ok, rồi anh hiểu. Rồi, cảm ơn anh vì những thông tin vừa rồi. Rồi, để dành vô. Đấy, một cái phòng thế như thế này. Ồ, có tranh trang trí nè. Ồ, rất là thích hợp cho những cái buổi tiệc sinh nhật, hội nghị, hội họp gì đó. Cũng hay ha. Giới thiệu với các bạn đây là món lườn cá hồi. Ý vậy, món cá được nặng một miếng chanh, chắc là sẽ chua chua.
điều đương nhiên nha. Mà nó quyện với cái vị chua của chanh nữa. Nó rất là lạ. Lại lạ nữa. Không có tả được, nãy giờ ăn mấy món trong đây thì toàn là mấy cái món thần thánh mà tôi không thể nào mà dùng những cái ngôn từ bình dân của tôi mà tả được. Được không? Một cái thớ cá nè. Ồ, bự lắm luôn. Đi học ngôn từ cấp cao. Đúng rồi, chắc là sau vụ này tôi phải đi học làm MC. Mỗi đống khí hút, ở lộn mỗi hút ngôn từ. Còn nóng không? Còn nóng chút, mua miệng thử. Đến cái món mà tôi hồi hộp nhất, mì lạnh. Cha xanh mẹ đẻ chưa bao giờ ăn mì lạnh hết. Chưa bao giờ luôn. Đây. Ồ, và đúng là nó lạnh luôn á, lạnh ngắt luôn ấy. Ăn xong bây giờ cái nhớ lại, liên tưởng lại cái vị, ồ, cái biểu cảm khuôn mặt của mấy đứa Hàn Quốc mà nó ăn mì lạnh có cái giống không? Anh có coffee Hàn Quốc đâu mà biết. Ê, nó cứng lắm nha, tại vì nó lạnh làm như nó quấn lại với nhau ấy. Vậy nó là thiệt chứ, tôi nói thiệt, ăn uống mình nói tới cái đũa này tôi rất là bực mình luôn á. Tôi đề nghị là nhà hàng nên bổ sung thêm một cái đôi đũa khác kế bên là đôi đũa gỗ. Cái này sang trọng quá ăn không có được. Này. Đành. Biết ta không biết tả thiệt luôn á, tức là hả, cái kiểu giống như là hồi đó giờ bạn ăn những cái thứ bình thường là cơm rồi thịt kho canh đồ các kiểu, nhưng mà lần đầu tiên ăn những cái món này thật sự nó rất là lạ, nó lạ theo một cái kiểu mà nó ngon nha. Mì thì giống như cái kiểu là Jen sẽ tả những cái giống như nha, tại vì thật sự là nó không có từ nào để tả đó. Giống như cộng bún tàu á, mà cái độ lạnh của nó lạnh hơi buốt luôn nha. Nó khi mà các bạn ăn vô là các bạn sẽ cảm nhận được cái luồng lạnh đó nó chảy qua cái răng của bạn luôn. Cho nên bạn nào mà nhạy cảm về cái đường răng á thì cẩn thận cái chỗ này nha. Yếu răng. Răng yếu á, yếu răng á, cái đường răng là ok. Nói riết rối luôn, ta có đường bao tử, tôi có đường răng. Thiệt tình luôn á. Nhưng mà ok. Cái nước lèo á thì khoan từ từ để ăn thêm miếng nữa đi, nó lạ quá. Mình nó thích. Đúng rồi, ông này ông khoái ăn lạnh đúng không? Không. Về cái nước lèo á thì thật sự à, bạn phải pha với cái nước dùng, cái nước hồi nãy đã đỏ rồi, nước sốt thì nó sẽ ra một cái hương vị anh nghĩ là nó ok hơn, chứ mà không pha là nó sẽ lạc lắm á. Lạnh tanh à, trứng cút, nói chung là lạ lắm, buông miệng thôi. Mày ăn cái chưa? Sau 5 phút nghỉ xả hơi, tiếp tục cuộc hành trình. Đây. Chả cá. Làm như ở đây cái gì á nó cũng tan vào trong miệng nha. Vừa cắn chưa nhai nữa nó tan trong miệng em. Mềm lắm. Vậy không thích này. Chả cá nó không giống ở ngoài chợ. Không đồ có chợ riết quen. Có thể là các bạn nghĩ là nó cao cấp làm sao đó chứ. Ok, có thể là nó cao cấp nhưng mà nó không ngon như đồ ngoài chợ quen. Đồ ngoài chợ bỏ hàng the nó có dai đó. Đúng rồi, chắc vậy. Nè không quen. Chả cá này không dai. Chả cá này tan trong miệng. Nó là vậy. Đây, tới lúc bu mì ăn. Ờ, em tưởng đó là pudding chứ không phải. Ủa chứ nó là gì? Ừ.
Nó là gì mà ăn nãy giờ 2-3 muỗng rồi vẫn chưa phân biệt được là gì là sao? Nó có cái tên mà em quên tên nó rồi. Vô đây ăn là quên tên luôn. Đúng không? Nó ngon không? Có cái lớp bông len ở dưới đây cho con miếng coi. Thế là hả? Rồi. Vừa sáng vô là tôi nghĩ là tôi để vô trong miệng là nó tan vô trong miệng nữa. Anh nghĩ là để anh ăn cái này. Em biết mà anh sẽ nói điều đó luôn á. Không, các bạn sẽ có cái vị chua chua của chanh dây, cái béo béo của cái nè, các bạn thấy không, cái lớp trắng trắng ấy đây. Để mà lấy nét hả, chỉnh lại cho các bạn coi. Đó. Cái lớp trắng trắng á là nó béo. Béo. Đó. Thấy không? Còn cái lớp nâu, cái lớp mà nâu nâu á là cái giống như bánh bông lan vậy đó. Đúng rồi. Đó. Đó, vậy thì mô tả được rồi đó. Ngon lắm. Chị ăn cái khác đi, để này nha. Hình như có vị chè xanh. Có nghĩa là cái lớp ở dưới là giống như vậy nhưng mà ở trên là chị hình như vậy thôi, không biết. Đi lấy cái gì cà thân. Đây. Cái mà bố mì nói là cái bánh này. Ồ đây nè. Ồ nhiều quá nè. Ý. Có cái vị. Đúng rồi. Trà xanh này. Ủa em, cái hạt này là cái trái gì em? Cái trái này trái gì? Phúc bồn tử. Phúc bồn tử. À rồi. Phúc bồn tử. Đây, cái miếng bánh này. Đây là cái sô cô la trắng, một loại mà Gen cũng rất là thích. Yeah, biết sô cô la trắng luôn. Nó màu trắng mà. Giờ biết sô cô la luôn. Yeah. Tôi tưởng là nó sẽ đi theo cái cùng này ăn rồi nó rất là cái muỗng trắng ấy. Không, thích như vậy cơ. Chua chua, phúc bồn tử mới hỏi xong. Trời ơi, đùa với chế. Nói chung là ăn cái nhát vừa rồi rất là ngon. Trà xanh hả? À. Không ngon bằng chanh dây đâu. Sao không ngon? Ngon nha các bạn. Có điều nó quá ngọt. Cái chanh dây á thì nó có cái vị chua chua, nó kéo lại tí xíu. Nhưng mà cái này là hơi ngọt nha. Các bạn hãy cẩn thận. Nãy kêu Nãy kêu quá ngọt. Món cuối cùng là món mì lạnh gì? Mì số 3. Ờ mì số 3. Này. Thôi. Ăn nãy đi. Cộng mì bự. Đúng rồi. Còn mì bự thì Gen có thể là sẽ không thích. Nghe giống như là cái mùi cải chua á nha. Trinh thấy thì Trinh nghĩ là món này sẽ hợp với bún mì hơn. Ok các bạn, sau khi mà ăn uống xong thì như thường lệ thì bây giờ Trinh sẽ chốt là đa số những cái quầy thức ăn ở đây là những cái món Á, là có Hàn nè, Nhật nè. Việt Nam thì chỉ có cái quầy phở thôi và hình như có thêm cái quầy đồ chiên á, chắc là của Việt Nam luôn. Hàn, Nhật, Trung Quốc nữa. Ừ, đó. Thì Nhật, Trung Quốc nữa. Rồi bánh thì cũng rất là phong phú. Đấy. Bánh hải củ bún mì, rồi bánh của Gen ăn nữa. Cà phê có 3-4 máy luôn. Các bạn muốn uống cái loại nào thì bấm cái loại đó, cũng khá là dễ sử dụng. Nếu mà các bạn không biết sử dụng thì các bạn có thể hỏi những bạn nhân viên. Như nãy Gen không biết thì Gen cứ hỏi thôi. Và nhìn chung là Gen sẽ nói về
cái không gian ở đây. Thật sự là nó sẽ cho bạn một cái không gian khá là sang chảnh. Thiếu rồi. Cái gì? Thiếu cái gì? Thiếu món tép, món Âu rồi. À, có những cái món Âu nữa như là steak gì. Nói đại luôn là bò đó, mấy cái món về bò đó. Đó, cho nó gần gũi. Tôi không có làm tiếng Anh. Mì Ý. Ờ, thôi. Mì Ý. Tôi không thích mì Ý nha, nhưng mà tôi ăn thấy rất là ấn tượng. Mì lạnh nữa cũng rất là lạ. Nhưng mà Gen khuyên các bạn là nên ăn những cái món mì á. Nó ăn trước. Ờ đúng rồi. Thì tại vì nó cũng khá là nặng bụng, để mà ăn sau á giống như Gen thì nó cũng hơi căng. Đó, thực sự là ăn ráng. Đúng rồi, ăn ráng, nhưng mà nó vẫn còn cái vị ngon. Đó, đại loại là vậy. Sao nhỉ? À, về nước ở đây á thì các bạn sẽ cho có nước lọc nè, rồi những cái nước cà phê đồ các kiểu. Còn những cái nước trong cái đựng trong cái tủ riêng á là các bạn sẽ thêm phải tính tiền. Rượu nữa, đây, ví dụ. Đây, đó. Đâu chấm vô. À rồi thấy rồi, đó. Thấy không? Giá cả thì nói chung là lấy cái mặt bằng giá của nhà hàng. Đó, 20 mà. Ừ thì đấy, nói chung là mặt bằng của nhà hàng chứ không phải là mặt bằng bình dân. Nhưng mà theo Gen thì cứ sử dụng những cái món nước mà free vậy là ok rồi. Thấy không? Nước lọc chăm liên tục. À, nước lọc thì được chăm liên tục. Ok, rồi đó là về không gian. Các bạn sẽ có được cái cảm giác là check-in, chụp hình, rồi ăn đồ luôn, rất là sang chảnh luôn. Cực kỳ sang chảnh. Không, nhưng mà ở đây nó hơi rộng nên mấy bạn nữ mà đi giày cao gót thì thấp thôi. Để họ cho cao quá. Nói chung là Bu Mì khuyên các bạn là đi, những bạn nữ á, đi những cái dài thấp thôi, đừng có đi cao gót. Đi tới đi lui lấy đồ ăn thì nó cũng rất là mệt mỏi. Còn gì nữa ta? Hình như hết rồi. Đó. Gen không có thể nào mà ăn hết tất cả những cái món ở đây và review chi tiết cho các bạn được. Hồi nãy giờ mình ăn cũng rất là nhiều đúng không? Rất là nhiều rồi. Món nào ngon nhất? Món nào đến thử? Không, ở đây em thấy có mấy món lạ đó. Mấy món mà ví dụ như là cái súp nấm hồi nãy á. Đúng rồi. Cái súp nấm, cái loại mà giống như là nó có một miếng lớp bánh nó để lên ấy, rồi thọc cái muỗng xuống xé bỏ vô ăn. Cái đó ăn ngon lắm luôn. Và một cái món lạ thứ hai mà Gen đề nghị các bạn nên thử là mì lạnh. Mì lạnh ăn lúc đầu nha. Anh nên lúc đầu chứ đừng ăn về sau thì nó nặng quá. Về cái phần đó là về cái phần không gian và chất lượng ở đây. Còn về phần phục vụ thì bản thân Gen thì chưa gặp cái vấn đề gì nó quá gọi là đấy. Tới hỏi thì các bạn cũng trả lời rất là vui vẻ. Đó. Cái quan trọng nhất nè về giá cả thì đây là một buổi tối cuối tuần và cái giá là mỗi người là 561k. Hả? Thì thật sự là Gen thấy là nó đáng. Nhưng mà xíu nữa ra hỏi, tại vì em thấy đó, ngày thường ở buổi trưa chỉ có 385.000 thôi, tối là 517.000. Ừ. Thì nó có sự chênh lệch, thì hỏi thử coi giữa buổi trưa với buổi tối thì nó có thêm hoặc là nó bớt những cái món nào mà nó có giá chênh lệch. Để hỏi cái anh ở đây cho em hỏi. Bây giờ Gen ra hỏi các bạn nhân viên ở đây cái vấn đề hồi nãy mà Bu Mì nói ha. Anh ơi cho em hỏi là em thấy là ở đây là buổi trưa nè, là mình có giá là 385, buổi tối là 517. Thì cái sự khác nhau của buổi trưa với lại buổi tối là như thế nào mà cái giá nó vậy? Dạ, buổi trưa thì nó không có món tôm. Không có món tôm càng. À, buổi trưa là không có món tôm càng. À, buổi tối thì có món tôm càng. Dạ. Nó chỉ khác nhau như đó. Dạ, cái một phần là buổi trưa thì cái lượng mình ăn phê sẽ ít hơn buổi tối, đó mình sẽ ăn nhiều hơn. À, rồi. Rồi, ok rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Rồi, như các bạn nhân viên vừa giải thích thì nó khác nhau ở chỗ tôm càng. Đó, chỉ vậy thôi. Đó.
tôm. Ok đó. Ờ, vậy em không có nhu cầu ăn tôm mà em đi buổi trưa ngày thường cũng em thấy 300 mấy cũng hợp lý đúng không? Ừ đúng rồi. Nói chung không, nhưng mà cái đó là buổi trưa, còn mình mang bàn về buổi tối và hôm nay là cuối tuần thì 561.000 thì tôi nghĩ là nó ổn á. Tại vì sao nó ổn ở những cái mà nãy giờ Dan đang nói là như cái không gian nè, rồi cái những cái món về mặt nó phong phú về cái mặt món ăn nè, và cái mức độ ngon của nó lạ thì nó cũng rất là ok. Đó, đây là vậy. Thật sự thì các bạn nên thử một lần, cố gắng thử một lần. Thì Jen hay dùng cái câu là nghèo cũng ráng cho con đi học, ráng thử một lần cho biết ha. Chứ ấy, nói chung là tin cho đi, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là lạ ở những cái món ăn ở đây. Đó. Các bạn đã ăn ở đây bao giờ chưa? Nếu ăn rồi hãy comment cho Jen biết cái ý kiến của mình, và đừng quên bấm nút subscribe, bấm thêm cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip từ Jen nha. Jen và Bu Mì xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà em quên rồi, em bổ sung. Rồi bổ sung đi. Ra bổ sung gì? Bổ sung cái khoảng mà ở đây rất là thích hợp để tổ chức tiệc cuối năm, tiệc liên hoan. Thì cái không khí, không phải cái không gian nó khá là rộng. Vì mấy cái nhà hàng kia mình đi á, mỗi lần mà tổ chức mấy chỗ hay ngồi chắc rạc nhau không? Còn ở đây là hả, bao hàng. Ok, rồi đó, Bu Mì vừa là nói một xong. Sự lựa chọn rất là hợp lý cho những bạn nào đang tìm nơi để tổ chức tiệc sinh nhật, hoặc là tiệc công ty, hay là cái loại tiệc đại loại như vậy mà cần một cái nơi mà đồ ăn ổn định nè, đồ ăn ok nè, rồi xong rồi không gian rộng, hoặc là thậm chí là có phòng riêng cho các bạn luôn. Rồi. Giờ mà có chào lại không? Thôi được rồi, chào lại thôi. Sau khi mà ăn xong thì các bạn cầm cái này, cái phiếu tính tiền này, các bạn đi ra ngoài lễ tân để tính tiền hay.